Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Nguyễn Ngọc Dũng, sinh viên khóa 2 của Đại học EDX. Và với chủ đề của video ngày hôm nay, tôi sẽ đi tìm hiểu về yêu cầu tuyển dụng của một vị trí cụ thể trong công ty, doanh nghiệp hay một tập đoàn. Bài tìm hiểu ngày hôm nay là của bộ môn Learning Method, có nghĩa là phương pháp học tập. Trước khi để bắt đầu vào chủ đề chính của video ngày hôm nay thì tôi muốn giải thích cho các bạn tại sao bộ môn Learning Method lại liên quan tới vấn đề tìm hiểu về yêu cầu tuyển dụng về một vị trí cụ thể trong doanh nghiệp, công ty và hay tập đoàn. Thì như chúng ta đã biết với buổi học ngày hôm trước thì chúng ta đã đi tìm hiểu về cách làm sao để chúng ta có thể học để làm việc và làm sao để chúng ta có thể làm tốt và hiểu được các phương pháp để học và làm việc thì với buổi học ngày hôm trước trong video tổng kết thì tôi đã có nói rằng trong các phương pháp để có thể học để làm việc thì chúng ta có những cách cũng như là phương pháp cụ thể như là học tại nơi làm việc, học để làm việc, học dựa trên công việc và học thông qua công việc. Thì việc học tại nơi làm việc là một yếu tố thực sự quan trọng, nó giúp chúng ta có thể tiếp xúc với môi trường làm việc, giúp chúng ta thấu hiểu các vị trí cũng như là trải nghiệm về các vị trí trong công ty, doanh nghiệp mà chúng ta cần phải nắm bắt thì chúng ta mới có thể học và để làm việc. Và từ đó chúng ta cũng có thể biết được rằng mình phù hợp với những vị trí như thế nào, và cũng từ đó mà chúng ta hiểu được vị trí đó cần phải có những kỹ năng như thế nào và mình phải cố gắng nỗ lực để có thể trở thành và có thể phát triển bản thân để có thể hướng tới một vị trí mà chúng ta mong muốn. Thì không lằng nhằng và đi quá dài thì tôi sẽ đi ngay vào vấn đề chính của chủ đề ngày hôm nay, đó chính là yêu cầu tuyển dụng về một vị trí cụ thể trong doanh nghiệp, công ty hay tập đoàn. Thì với vị trí ngày hôm nay tôi muốn tìm hiểu đó chính là vị trí về quản lý doanh nghiệp trong công ty, doanh nghiệp hay một tập đoàn. Thì sơ qua về vị trí quản lý kinh doanh, đó chính là người quản lý kinh doanh cần phải biết xây dựng những mối quan hệ, xây dựng những phương pháp kinh doanh và đặc biệt phải biết thực hiện xây dựng các mối quan hệ với các SI lớn và các công ty doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Đặc biệt phải có một kỹ năng và cũng như là có một khả năng chịu áp lực lớn đối với công việc. Tiếp theo đó chính là nhu cầu tiếp theo đó chính là về yêu cầu cũng như là yêu cầu tuyển dụng của các nhà tuyển dụng ở trong một công ty, một doanh nghiệp hay một tập đoàn, họ có những yêu cầu như thế nào về vị trí quản lý kinh doanh này và nó có tầm nhìn tương lai và vị trí quản lý kinh doanh này có tầm nhìn tương lai như thế nào đối với các bạn mà mong muốn muốn mình đi theo con đường quản lý kinh doanh. Thì cần phải biết được rằng
trong tương lai vị trí này nó sẽ có chỗ đứng như thế nào trong xã hội. Thì tôi sẽ đi vào phần tiếp theo, đó chính là yêu cầu tuyển dụng về vị trí quản lý kinh doanh. Thì đầu tiên các bạn phải nắm rõ về các yêu cầu cũng như là vai trò công việc của vị trí này. Đó là đòi hỏi là phải có tốt nghiệp về cơ bản vị trí này. Đối với các nhà tuyển dụng ở vị trí này thì họ yêu cầu các bạn phải tốt nghiệp tốt nghiệp trên mức đại học ở các ngành như quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, marketing, tối thiểu. Ngoài ra tối thiểu các bạn cần phải có 3 đến 4 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí này hay ứng viên có những kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối các giải pháp công nghệ thông tin, và đặc biệt sẽ có những yêu cầu cao, phải yêu cầu cao hơn là có mối quan hệ với các SI, các khối ngành kinh doanh các khối khách hàng trong công việc. Ngoài ra các bạn phải có một sự chịu đựng. Ở đây tôi nói chịu đựng không phải là sự ràng buộc về bản thân và phải quá đè ép mình về cuộc sống, mà trong công việc người quản lý, chúng ta nghe qua cụm từ quản lý thôi, chúng ta cũng đã có thể hiểu được rằng vị trí quản lý là một vị trí khá là cao ở trong một doanh nghiệp, công ty hay một tập đoàn. Là một người phải chịu những áp lực lớn đến về trách nhiệm cũng như là công việc, về những người cấp dưới của mình, chúng ta phải tạo ra làm sao, chúng ta phải biết cách làm sao để có thể chịu được những áp lực. Hơn thế, phải có một sự linh hoạt, chủ động trong công việc. Và như vậy là tôi đã trình bày những yêu cầu tuyển dụng về vị trí quản lý kinh doanh mà tôi đã tìm hiểu sơ qua để có thể phục vụ cho bài của Learning Method buổi sau. Thì tiếp theo đó chính là sẽ là đến phần tìm hiểu của tôi về tầm nhìn tương lai về vị trí này, vị trí quản lý kinh doanh sẽ có một chỗ đứng như thế nào trong xã hội cũng như là trong môi trường công ty, doanh nghiệp hay tập đoàn. Thì đối với tôi thì tầm nhìn cũng như là chỗ đứng của vị trí quản lý kinh doanh sẽ là một vị trí khá là chắc chắn, bởi theo tôi thì vị trí này là vị trí nó thực sự rất quan trọng ở trong một công ty, một doanh nghiệp hay một tập đoàn, là một vị trí sẽ giúp cho điều hành công ty và quản trị công ty, doanh nghiệp một cách tốt hơn, giúp cho công ty có người lãnh đạo và đồng thời có một gọi là công ty sẽ có một sự phối hợp với các nhân viên và cũng như là quản lý làm sao cho bộ máy vận hành của công ty, doanh nghiệp hay một tập đoàn có thể trơn tru, mềm mại hơn. Đó là những suy nghĩ và cũng là một chút tìm hiểu của tôi
về vị trí quản lý kinh doanh ở chỗ và tầm nhìn của vị trí này trong tương lai sẽ có chỗ đứng như thế nào. Thì như vậy là tôi đã trình bày xong bài tìm hiểu về yêu cầu tuyển dụng của một vị trí cụ thể trong bài để chuẩn bị cho bài Learning Method buổi sau. Rất vui các bạn đã lắng nghe.